Xin chào tất cả quý vị khán giả của kênh Lào Việt Channel. Hôm nay rất vui mừng được đón tiếp các bạn Việt Nam, những khán giả thân thương của kênh Lào Việt Channel sang Lào đi du lịch. Mình đang làm hướng dẫn viên cho các bạn ấy. Mình cùng các bạn đang đi cánh Đồng Chum. Đây là một vùng di tích văn hóa lịch sử gần thị xã Phôn Sa Văn thuộc tỉnh Siêng Khoảng của nước Lào. Đây là di sản văn hóa thế giới thứ ba của Lào được UNESCO công nhận ngày 14 tháng 5 năm 2019. Di tích cánh Đồng Chum được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới với hơn 2.000 chiếc chum đá đủ hình dạng và kích thước, có niên đại từ khoảng 500 năm trước công nguyên tới 500 năm sau công nguyên. Những chiếc chum đá nằm rải rác nhiều nơi ở Siêng Khoảng. Tuy nhiên, hiện mới chỉ có 3 điểm quanh thị xã Phôn Sa Văn được đưa vào khai thác du lịch. Địa điểm thứ nhất có khoảng 250 chum, địa điểm thứ hai với 100 chum và địa điểm thứ ba có hơn 100 chum. Các khu vực còn lại vẫn đang được nghiên cứu vì còn nhiều bom mìn chưa được rà phá triệt để. Nơi đây cũng được xem là một cao nguyên Siêng Khoảng, nơi diễn ra giao tranh ác liệt giữa liên quân Việt Lào với kẻ thù, và có hàng nghìn chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam đã hy sinh trên chiến đường cánh Đồng Chum. Theo quan sát thì chúng ta dễ dàng nhận thấy những chiếc chum cao trung bình từ 1 đến 2 mét, có chiều cao tới 3,5 mét, nặng hàng chục tấn. Phần lớn các chum đều không có nắp, cái thì trồi lên mặt đất, cái thì chìm một phần dưới đất. Miệng chum thì có cái hình elip, hình vuông, hình tròn, vân vân. Những chiếc chum to nhất có bán kính từ 2,5 mét và cao khoảng 2,75 mét, nặng vài tấn. Điều lạ là xung quanh khu vực này không có núi đá. Vậy một câu hỏi đặt ra là người cổ đại đã đục đẽo chế tác ra những chiếc chum khổng lồ này ở đâu và vận chuyển bằng cách nào tới Siêng Khoảng? Đến nay thì đó vẫn còn là một câu hỏi chưa có lời đáp. Và cũng đã có rất nhiều giả thuyết được đưa ra, như những chiếc chum đá này được tạo ra để đựng rượu ăn mừng chiến thắng trong triều đại vua Khuôn Chương. Cũng có ý kiến cho rằng vì vào mùa khô hạn ở Siêng Khoảng thiếu nước trầm trọng nên người xưa đã làm những chiếc chum khổng lồ này để tích nước. Các nhà khảo cổ lại tin rằng đây là những bình đựng di cốt liên quan đến nghi thức an táng thời tiền sử, khi phát hiện ra nhiều hài cốt, đồ bồi táng và gốm sứ quanh những chiếc chum đá. Năm 1930, một chuyên gia từ Pháp kết luận rằng chum đá liên quan tới nghi thức an táng người tiền sử. Cuộc khai quật của các nhà khảo cổ Lào và Nhật Bản trong nhiều năm đã giúp củng cố giả thuyết này, khi phát hiện nhiều hài cốt, đồ bồi táng và gốm sứ quanh những chiếc chum đá. Ngay sau thời điểm cánh Đồng Chum được công nhận là di sản văn hóa thế giới, tức là năm 2019, thì chính phủ Lào đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá để người dân Lào và bạn bè trên thế giới biết đến di sản văn hóa độc đáo này, qua đó thu hút ngày càng nhiều khách du lịch đến tham quan trải nghiệm văn hóa Lào, góp phần phát triển nền kinh tế. Quan sát phía trước, quý vị có thể dễ dàng nhận thấy còn rất nhiều hố bom và đường hầm. Đây là chứng tích của những cuộc giao tranh ác liệt tại cánh Đồng Chum này trên chính cao nguyên Siêng Khoảng giữa liên quân Việt Nam Lào và kẻ thù. Đã có hàng ngàn chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh trên mảnh đất này. Chính phủ hai nước trong nhiều năm trở lại đây đã tạo một điều kiện để cho các đội quy tập đi tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ, nhưng vẫn đang còn rất là nhiều hài cốt chưa thể quy tập được, bởi vì do địa hình ở Siêng Khoảng đồi núi rất là nhiều, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Sau khi
Covid-19 được kiểm soát thì có rất là nhiều đoàn cựu chiến binh của Việt Nam sang thăm Lào và đương nhiên không thể không đến nơi này. Họ đến đây một số người với ý nghĩa là thăm lại chiến trường xưa. Còn nhiều người, họ may mắn được sinh ra và lớn lên trong cảnh thanh bình của đất nước, được tắm mình trong ánh nắng chan hòa đầy hứa hẹn của dân tộc, và đặc biệt là thế hệ trẻ của hai nước hôm nay luôn biết ơn thế hệ ông cha đi trước, những người đã hy sinh xương máu. Trên đường trở về, tôi đã dẫn các bạn vào thăm chùa Hay Hín, một ngôi chùa lớn nhất ở Siêng Khoảng. Lào là một đất nước mà đa số người dân theo đạo Phật, cho nên có rất là nhiều chùa chiền. Và chùa mà các bạn đang nhìn thấy đây, đó chính là ngôi chùa rất là to với một tượng Phật khổng lồ. Tuy Lào là một đất nước kém phát triển, nhưng vị trí địa lý nằm gần Thái Lan, cho nên hàng hóa cũng tương đối phong phú. Bây giờ thì mình đang dẫn các bạn ấy vào một siêu thị chuyên bán đồ Thái. Như vậy đi vòng vòng cũng hết một buổi chiều. Bây giờ sẽ quay trở về trang trại của anh bạn, cũng là một người bạn ở Việt Nam sang làm trang trại ở đây để cùng uống rượu nơi đây. Ở đây thì mọi món là rất là dân dã. Trong lúc tôi dẫn các bạn đi chơi thì ở nhà đã có một anh bạn chuẩn bị sẵn cho buổi chiều hôm nay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.